Xin chào cả nhà yêu Lan, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 22. Mời mọi người đến với phiên sáng nay của Kim Phụng Hoa Lan Lâm Đồng nhé. Phiên sáng thì em, một là em quay video, thứ hai là em hay phát trực tiếp, thì thường là quay video nhiều hơn, sẽ lên lúc 12 giờ nhé. Khách mới mà mới biết đến kênh thì mọi người đăng ký, và khi nào có video mới thì mọi người sẽ cập nhật được những cái lô hàng hoặc cây mà mình mong muốn nhé. Còn không thì các bác xem video vào lúc 8 giờ tối em live trực tiếp hàng ngày nhé, sẽ chọn được cây theo ý của mọi người. Rồi, trước mặt mọi người đây là cây năm cánh trắng lâm sung nha. Thì lâm sung gọi nó là năm cánh trắng cũng được, mà gọi nó là bệt lâm sung cũng được, thì chả có gì cả. Bởi vì những cái bệt bây giờ thì người ta đều gọi chung là bệt hoặc là năm cánh trắng thì tùy. Đó, nên là mình thích gọi tên nào cũng được. Về bệt lâm sung thì cây này là một cây, thứ nhất á là nó rất là có thương hiệu. Cái thứ hai là chính vì cái thương hiệu của nó rất là nổi tiếng, cho nên là rất là nhiều khách ưa chuộng cái dòng cây này, và cũng rất là nhiều người chưa có giống. Và cái thứ ba cũng chính vì cái độ nổi tiếng của thương hiệu này, cho nên là lâm sung được đem bán giả rất là nhiều. Và người ta bán giá thì cũng rất chi là rẻ bèo thôi. Ví dụ 100-200 nghìn một ki. Cho nên thường các bác đi mua những chỗ khác thì các bác lại nghĩ là những cái chỗ mà bán cây chuẩn sao mà cây lại đắt thế, rồi thế này thế kia đó. Nhưng bản thân em là ở cái thủ phủ, gọi là thủ phủ của bệt đây, mà lâm sung mà đi mua thì lâu lâu mới được một lô tầm 10 cây 20 cây đó. Như lô vừa rồi em bán được 20 chậu bé bé như vậy, là người ta ươm rất là lâu rồi nên nó mới có. Chứ còn giờ mà đi tìm mua lâm sung mà đặc biệt là những chậu lá lớn hay là những cây mà nó đều đều như là HO với Phú Thọ hay là Hồ Yên Thủy ấy, thì thật sự là rất là hiếm, không có. Đó, cho nên là mình trước khi mua mình cũng cân nhắc là, và đó là những cái vấn đề mà nó hay liên quan đến cái cây lâm sung. Rồi, đi vô phân tích mọc bông này thì em cũng đã phân tích rất là nhiều rồi, nay em chỉ nói lại thôi, bởi vì có nhiều khách mới thì em chỉ nói lại sơ sơ tí thôi nha. Thì bông lâm sung cái đặc điểm đầu tiên của nó là bệt mũi trắng cả nha, nó là bệt mũi trắng hả. Còn bộ cánh thì nói rồi, nó có thể biến thiên cánh trắng tinh hoặc là cánh ám hoặc là cánh tím cũng có luôn, bởi vì em đã thấy nó nở ở Lâm Đồng rồi, cánh nó tím lịm mà chứ nó cũng không hề trắng đấy. Thì đó là về cánh, và đặc điểm của các bông bệt là như vậy à, nó sẽ biến thiên rất là rõ về màu cánh với lại về màu màu môi và lưỡi á. Đó, còn cái lưỡi của lâm sung là lưỡi bệt rất là đậm thì mình không phải nói rồi. Nhiều trường hợp trồng rồi kích rồi đồ thì nó sẽ lên cái mũi màu nhạt mà hồng hồng. Đấy, em cũng gặp cái trường hợp là khách mua về kích sau gửi hoa cho em xong rồi nó lên màu hồng hồng. Khuôn thì rõ ràng là khuôn lâm sung nhưng mà lưỡi nó lên màu hồng, lại bảo là không phải khuôn lâm sung. Đó, nó rất là nhiều kiểu cái như vậy rồi. Đó, thì cái khuôn lưỡi bệt của nó, và mọi người lưu ý lưỡi của nó rất là mở nhá. Lưỡi nó mở mà nó rất là hài hòa, nó cân đối như vậy. Tức là lưỡi của nó không bị bè. Đó, mũi trắng rồi và cái môi tuyết rất là rõ ràng. Rồi, lâm sung đi vào chi tiết thì em có 5-6 chậu như thế này nha mọi người. Chậu số 1 này, nó vừa bị lỗi lá như thế này, nó vừa bị mất ngọn nha. Em tính là 300 nghìn. Đó, 300 nghìn, mất gốc còn nguyên. Thì về các bác nuôi vùng gốc nó lên thôi. Đó, cây nó tầm 5 sen nha, nó mất ngọn rồi. Nói chung là ngọn của nó vận chuyển về nó bị hư nên là em rút nó ra luôn á. Đó là cây số 1 nha, 300 nghìn. Cây số 2 này, cây số 2 500. Cây này nó có hai mầm nha. Đó, mầm bên này nó chưa ra rễ đâu này. Mà còn mầm nhỏ này có rễ nó bám rồi. Bám thì nó cũng mới bám thôi. Đấy. Đây là cái hàng ươm kỳ lên hết. Mà lâm sung thì nó khó. Lâm sung là cái loại hơi khó trồng nha. Trồng nó chậm nên là giá nó cao, nó đắt. Các bác lưu ý cho em lâm sung. Đấy. Cây số 2 này 500, hai mầm. Cây số 3 này tương tự. Cây này thì tính 400 đi. Cây số 3 này 400 nha. Nó bị mất một cái lá ở đây này. Đó, mất một cái lá ở trên này. Có ngọn này nó hơi đen đen một tí. Đấy, lâm sung nha. Đây là số 3, 400 nghìn. Tình trạng cây như thế nào em nói rõ rồi nha. Đó, tình trạng cây em nói rõ hết rồi. Đây là mọi người coi kỹ giúp em nha. Đó, đây là cây số 3, mất lá 400 nghìn. Cây số 4 này. Số 4 là cây to hơn hẳn này. Đẹp, 800 nghìn nha. Số 4 là 800. Cây bình thường không có vấn đề gì hết, dài tầm 10-12 sen nha. Đấy, số 4 800. Rồi, đây là cây số 4 800. Cây số 5 này cũng 800 luôn. Rồi, cây số 5 800. Rồi, đây là cây số 5 nha. 800 nghìn. Số 5 800. Và cây số 6 này, số 6 có hai mầm cũng là 800 luôn. Thì một mầm bên này cũng mất ngọn nha. Đấy, cái mầm bên này cũng mất ngọn. Đấy, 6 800. Đấy, 6 chậu. 6 chậu lâm sung. Cây thì hoàn toàn là chuẩn giống, ươm tự nhiên lên hết 100%. Đấy,
Và Lâm Sung thì em nói lại là giá bây giờ thì cũng rất là rẻ so với những đợt trước rất là nhiều rồi. Bên này em có một cây năm cánh trắng á, mắt trâu nhá, dành cho bác nào sưu tầm này. Cây này giá là 1,9 triệu nhá, tầm 5 sen ạ, năm cánh trắng mắt trâu. Cây này thì thuộc dòng cây cao cấp mắc tiền rồi. Đó, nó thì ngang ngửa với Bảo Duy rồi các kiểu cho nên, nhưng mà giá này thì cũng quá là ok rồi. Đó, giá rất là rẻ. Như mắt trâu giờ nó còn rẻ hơn Bảo Duy nhiều. Cái Bảo Duy tầm này tầm 10 triệu. Đó, như cái mắt trâu thì tầm 1,9 triệu, rất là ok. Cây này mắt mũi rồi rất là đẹp, mắt xước kiểu khuôn trắng. Tên thì nghe buồn cười chứ còn nói cho bông hoa là cũng thuộc dạng bông VIP đẳng cấp á. Nhiều người cũng hay hỏi cái mắt trâu này, có mắt trâu này không? Đó, đã xác định hỏi những cây mà cao cấp thì giá của nó sẽ rất là cao nha mọi người. Nó sẽ không rẻ giống như những cây mà nó về với mức giá rẻ rồi đâu. Rồi, một cây mắt trâu này. Có hai cây mà em bán một cây rồi, còn một cây này nha. 1,9 triệu. Rồi, tiếp theo là em bán hồng nhật hạ nha. Này em có 3 chậu như thế này. Chậu số 1 này, giá là 600 nghìn. Đấy, cây này. Cây này về mọi người cứ để như thế này thôi là nó lên cái tự nhiên nó đẹp. Đó, cái thân của nó thì nó bị xước xước tí do mình kẹp với vận chuyển về chứ cả cái gì. Với lại cây đứng ngọn rồi nên là nhìn cây nó rất là đẹp như thế này nha. Cây số 1 này nó tầm 10 sen 600 nghìn. 600 nghìn là cây này quá rẻ quá đẹp rồi. Đó, bởi vì nó bị rụng bung rễ tí cho nên là em tính có 600. Chứ cây này bữa trước phải 900 1 triệu á. Đây hồng nhật hạ số 1 này 600. Cây số 2 này 1,5 triệu. Cây này nó dài tới 30 sen. Ấm chậu rồi nha mọi người. Vẫn đang đi ngọn mở lá nha. Cây này ngọn nó đang phi bình thường. Đấy, thì đây là cây nhật hạ số 2 là 1,5 triệu. Chậu này rễ đó là bám rồi, rất là cứng vào đây rồi. Đấy, chậu số 2 này, 1,5 triệu hồng nhật hạ. Khu bông này nó cũng nở xuân nha, một trong những cái khuôn cũng rất là đẹp cùng với hồng mỹ nhân đó. Đó, khu nhật hạ này. Đấy, nhật hạ thì trên thị trường nó cũng ít giống, nó cũng không có nhiều. Cũng sẽ ít có những cái chậu mà to to như thế này lắm. Đó, đây là chậu số 2, 1,5 triệu. Chậu số 3 này, 2,5 triệu. Đây, nhật hạ số 3 2,5 triệu nha. Cây này có hai mầm nha mọi người. Đó, hai mầm như thế này, cũng mỗi mầm dài tới 25 30 cm. Tính hai mầm thì là 2,5 triệu nha. Đó, còn mua lẻ ra thì tới 1,5 triệu một cây. Đó, chậu này rễ khỏe lắm luôn. Này, nhìn rễ này. Nó rễ này về cứ để nó bò rồi nó bám thôi. Một phần nó cũng đã bám với chậu rồi. Phần trên này mọi người thích thì rải thêm vỏ thông trên này thôi. Đó, đó là 3 chậu hồng nhật hạ nha. Rồi tiếp theo hôm nay em sẽ bán sang nhãn tháng 8 nha. Lâu lắm rồi mà không bán nhãn. Nhãn Gia Lai tháng 8. Nhà em nó có những cái chậu rất là đẹp. Chậu số 1 này, giá là 700 nghìn nha. 700 nghìn cho chậu này. Đó, này gửi nguyên chậu nha mọi người. Cây này thì cây bình thường, nó bị xước xước lá tí. Thôi cây này bán 500 đi. Đó, cây này bán thanh lý 500 đi. Cho bán nó lấy nha. Cây nhãn tháng 8 này, 500 nghìn cây này. Cây số 1 này, 500. Đó, vừa nó bị hơi xước xước lá tí. Rồi, cây số 2 này. Cây số 2. Cây này bán 1 triệu nha. Số 2 1 triệu. 1 triệu thì tính 800 đi. Còn mấy cây nó lỗi lỗi hôm nay em thanh lý đi. Gọi là thanh lý nhưng mà cây đẹp bình thường. Đây, nhãn số 2 này 800 nghìn nha các bác. Cây này nó tới 13 cặp lá lận đó. Rồi, cây số 2 này 800. Rồi, cây số 3 này. Cây số 3 này là cây mẹ bồng con nha. Cây số 3 này. Đấy, cây số 3, 1,5 triệu nha. Cây này vẫn bán bình thường, nó không bị lỗi lầm đồ gì hết. Lá vẫn to đẹp. Đấy, số 3, một mẹ một con này, 1,5 triệu. Đó, đây là cây số 3, 1,5 triệu. Cây số 4 này. Đây, cây số 4. Cây này nó có hai cây nha, hai cây. Hai cây thì là 1,8 triệu. Quá là mà tách ra thì như cây mít mà to đùng này là 1 triệu này. Đó, cây này lá mít bạn lá rất là to. Đó, lá cực kỳ là to luôn, 1 triệu này. Đó, còn lấy nguyên chậu này thì 1,8 triệu nhá, dành cho hai thân ạ. Đấy, nguyên chậu này hai cây như này rất là đẹp này, 1,8 triệu này. Thì đó là cây số 3, chậu số đây, chậu số 4 nhá, chậu số 4 này 1,8 triệu. Chậu số 5 này, chậu số 5 thì có 3 cây nhá mọi người. Chậu số 5 3 cây. Đấy, 3 cây này, một cây này. Cây này đang vòi hoa này. Đó, những cây này nó rất là nhiều cặp lá đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cặp lá. Như cây này là 10 cặp lá này. Cũng là lá mít xếp rất là dài. Rồi cây này, đó, cây này là lá mít xếp to này. Đó, lá mít xếp to. Rồi đây là chậu số bộ mấy, 1, 2, 3, 4, 5. Chậu số 5 này. Chậu này là 5,5 triệu nha. Chậu số 5 này, 5,5 triệu dành cho 3 cây.
Rồi, chậu số 6 này. Chậu số 6 này thì 6 triệu. Cây này là cây ngũ đỉnh nha. Đó, cây này là cây nhạn ngũ đỉnh nè. Bông rất là sạch luôn, nó nở xong, nó vừa mới tàn xong. Ba cây này thì đều lá mít hết, lá xếp. Bạn lá rất là to này. Đấy, mọi người nhìn không? Bạn lá nó rất là to. Ba cây này nó sẽ đều hơn ba cây của chậu số 6. Đó, chậu số 5. Đây, đây là chậu số 6 nha, 6 triệu. Chậu số 6 này 6 triệu. Ba cây rất là đều nhau, có cây ngũ đỉnh rất là sạch. Và chậu số 7 này của 6 triệu. Chậu này 4 cây. 4 cây mà xếp rụt luôn, cực kỳ là đều nhau. Đấy, 4 cây. Chậu này 4 cây. Ui, 4 cây này là xếp nói chung là rất là đẹp luôn. À, bạn lá cực kỳ to mà nói chung là xếp không có chỗ che. Đấy, xếp rụt mà thẳng đứng lên luôn. À, tìm những cái cây mà tác phẩm như này thì ít lắm nha. À, đó, những chậu tác phẩm này. À, đây chậu số 7 nha, 6 triệu luôn. Rồi, đó là 7 chậu nhạn của ngày hôm nay. Dưới này em có 5 chậu khô quế nha. Quế lan hương á, quế trắng tháng 8 á. Hàng này thì hàng người em mua hàng rừng về em trồng lên là nhìn cây nó không đẹp như này. Nay em bán thanh lý nha. Như cây to này này. Cây số 1 này, cây này mẹ bồng con nha. Rất là đẹp luôn. Bán 350.000 nha, dành cho cái cây này. Đây, chậu số 1 này, 350. Đó, lá nó to mà nó dày mà nó xếp kinh lắm. Có điều là hàng rừng nên nó hơi bị xước xước tí. Về mình trồng lại nó vẫn đẹp. Đó, cây này đẹp chứ. Cây số 1 này, 350 nha. Đấy. Rồi, cây số 2. Đó, cây số 2 này, 2 cây. Cây số 2 này tính 300 đi. Đấy, chỗ số 2 này 300 nha. 2 cây đều nhau. Đó là số 2, 300. Số 3 này, cũng 300 nốt. Đó, 2 cây nha. Lá nó nhăn, cây này lá nhăn nè. Mà lá rất là dày luôn á. Nó hơi cong cong tí thôi. Đấy, số 3 này cũng 300 nốt. Số 4 này 300 luôn. Rồi, số 4 300 này. Đó, số 4 300 nghìn. Lá dày to đẹp hết đó mọi người. Cây này toàn là mấy cây quế xếp ruột không á. Số 4 300. Và số 5 cũng 300 luôn. Số 5 là 3 cây. Có cây này lá nó hơi vàng vàng xấu xấu này. Nên là em tính là 300. 3 cây cũng 300. Chỉ có cây số 1 tao đùng là 350 nghìn thôi. Đó, 300 nha. Rồi, đó là 5 chậu quế lan hương. Bên này em có một chậu kiều nha, kiều vuông Lộc Bắc. Hàng này là hàng xuân nha. Về mọi người có thể cất hoa hoặc không cất cũng được. Bởi vì bây giờ em thấy nó sưng nụ rồi. Thân nào thân nấy của nó đều rất là to. Đó, thân cực kỳ là to và rất là lực như thế này. Đấy, còn chậu kiều vuông này lá thì lá mít siêu to rồi nha. Đấy, lá mít rất là to. Chậu này là 900 nghìn nha mọi người. 900 nghìn. Còn một chậu này thôi. Đó, có một chậu kiều này thôi. 900 nghìn. Nói chung là thân nó rất là chi chít. Cực kỳ là nhiều thân luôn. Nói kiều vô Lộc Bắc, hoa trắng nhị vàng nha. Hàng này là hàng chơi xuân này, chơi Tết này. Đó, các bác có thích lấy hàng Tết thì lấy những chậu như thế này. Đó, còn một chậu kiều duy nhất, 900 nghìn. Cuối cùng em bán một cái combo như thế này nha. Nó gồm có một cây mít nè. Cây là cây mít su Gia Lai nhà em á. À, cây mít su này nè. Cây mà nó bị rụng lá. Đó là lô nó bị rụng lá. Đây nè. Còn cái cây đẹp của nó, lá nó, chắc lá nó sẽ như thế này nè. Cái lô này nè. Đấy, cái lô mà nó thân thòng, chắc lá nó siêu đẹp này, siêu dày siêu đẹp này này. Đó, một cây đó nha. Combo thì em chỉ xếp mẫu thôi, còn combo đó em có 5 cái nha. Ai lấy mấy cái thì em sẽ soạn tương tự. Thứ hai là một cây hồng tiên thủy này, cây này nhổ chậu hết nha. Và cây thứ ba là một cây sổ số như thế này này. Combo này là 150.000 thôi nha, 150.000. Thì kể ra là các bác mua hồng tiên thủy đã 100 rồi. 50.000 được hai cây này, một cây mít với một cây sổ số này nha. Ba cây này nhổ chậu hết, giá là 150.000. Em sẽ có 5 cái nha, 5 cái combo như thế này. Đấy, 5 cái. Cứ một chậu sơ số, một hồng yên thủy với một mít là 150. Ba cái này đều nhổ chậu hết. Đấy, em nói rất là rõ như vậy nha. Nhổ chậu hết, còn đóng nguyên chậu là 250.000 nha. Ai mà đóng nguyên chậu thì thêm 100.000 đóng hàng. Rồi, video hôm nay em bán chừng này hàng nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các phiên sau ạ. Chúc mọi người xem video vui vẻ và chốt được lô mình mong muốn nha.